bạn đến với cái video tiếp theo của Thanh Bùi ở trên kênh YouTube. Buổi tối ngày hôm nay thì sẽ ăn cái đĩa chanh này. Chanh. Đây là chanh, đây là đĩa chanh. Đĩa chanh. Có hạt đi. Để bảo mọi người là ăn mỗi chanh hay là như nào? Quả chanh. Thế số tiền. Đây là muối. Thì tôi chỉ ăn mỗi chanh thì mọi người nghe là chanh rất là chua, nhưng mà chua hay không thì sẽ tùy vào mỗi người, tùy vào cách ăn. Muối búa còn nhiều bột đường, mang ra nhiều sao không? Dầu búa cho thì dầu thôi. Cái này khó ha, cái này sát đi, cái này để sang đấy, đây có bát này. Tôi nó biểu cảm. Mình cũng mình cho nó biểu cảm lắm. Tay đã sát khuẩn bằng nước tay khô rồi. Cũng biểu cảm thôi. Như mình nói. Anh ngửi hả? Cái này nhìn thấy cái này. Ừ, đỉnh không? Sáng mai 5 giây lại đấy. Ăn thử đi, thử ăn xem nào. Đây. Đây, 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 có bảo câu. Đây. Không, cuối nhập. Đi cùng nhau. Đi đến cuối cùng, bắt đầu cùng nhau là kết thúc cùng nhau. Kéo mày mày bỏ. Đây là chưa nghe được câu đấy. Video của anh sẽ được kết thúc ở đây. Và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo của anh. Xin chào và hẹn gặp lại. Vẫn còn một đĩa muối, trả lại cho khách sạn. Xin chào mọi người. Để anh nhớ ấn subscribe kênh YouTube nhá. Bye. Hôm nay em